Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ายความเป็นพี่น้องท่านที่สมัยสุเมฆสุขขอสุเมฆกำลังจะดีเจ้านั่งดูสู่กบาลมือดอกปีสุขหอยกอไหลโซแท้ปอแท้ในพวกเราบ้านเขาไหลโซไปโอเคอ่อนหนาไข่ตาแต่ว่าเจ้าแท้ปอเมฆจะไม่ไหนขึ้นก่อนจะถักไปขึ้นมาเคยอ่อนหนาไข่ตาคอยโซเชี่ยมจุดติดปู่จะรู้เต้นนำบ้านเสียงเท่านั้นโซเชี่ยมลงถึงกี่เต้นเขียนเพียบไม่เอาพุยเชี่ยมแต่เบี้ยวเต้นกะได้ดุ้งเชี่ยมเต้นได้บัวสุขพี่น้องคอยเข้าตากะห้อยจ้องตากบ้านสุเมฆโซเชี่ยมข้าเจียบบาดปู่จานานเจียบตอนปู่จางฟันเชี่ยมกะดุ้งดีถือจังกว่าเชี่ยมกะตุ่มบาดเจิงก็ดูโซนานเท่านั้นเต้นกะตัวหนิงบ้านเบี้ยปู่จางเสียด่างเมื่อปู่จางเสื่อมบาบานปู่จางตันก้อนหวานสลามเตน่ามันเดียวก่อนเจ้าเรากันบนเบื้องจ้องต่อเนื้อเกยเบอร์เมอร์เจ้าไหนฝันแรกมันตั้งสืบเขาแล่นไปเก็บบาดไก่เอาหนาไก่ตาปอเมนเต้นได้คนสามพี่น้องทุกท่านที่มีจิตใจจ่อฝากถึงเมนก็ดูแลเยี่ยงเย้าจากฝากซะเกินcầu không biết việc thì cũng lần mà sang yêu nhau chẳng toàn lầm than mấy sông có lội và mấy ngàn anh cũng qua yêu nhau ấy chẳng ngày đường xa đã bảo cũng quyết và phong ba anh cũng liều vương yêu được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người tình yêu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta tình yêu làm cho chúng ta xếp lại gần nhau hơn đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim có chung một nhịp đập để rồi ngày hôm nay đây đôi bạn trẻ lường Tết và lò hằng của chúng ta họ đã cùng cầm tay nhau ước nguyện với nhau một điều rằng sẽ nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu để rồi cùng hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường và giây phút này đây trăng vàng đã điểm giờ vàng đã tới xin trân trọng kính mời quý vị quan khách gần xa chúng ta hãy lắng nghe nhìn về phía trước cùng hôn trận cưới và đừng quên vang lên những tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để chào đón bên thân lang và thân gia nhân để phải vui nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Đó chính là chú rể lường Tết của chúng ta đang nắm chặt bàn tay của cô dâu Lò Hằng bước về sân khấu tình yêu để ra mắt với toàn thể quý vị. Đôi mặt trẻ chúng ta như thể đôi chim con đi đằng trước con vượt cù đằng sau. Đôi mặt trẻ chúng ta như thể đôi tầm ắt chung một lá lại nằm cùng một nông. Vâng, thật đúng là hoa hẽ nở thì hội ngày vui tới cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cái chim bay khắp sải ngân hà, cho đôi bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Bây giờ sẽ có tình yêu lúc này đó chính là chú rể lường Tết, chú rể cùng cô dâu Lò Hằng bên chim bài đôi uyên ương để vào phút nhất năm 2022. Một lần nữa đề nghị hôn trường cưới của chúng ta nổ ra một tràng pháo tay trị giá 100 tỷ đồng để cùng chúc mừng đồng hoa quý vị. Vâng, các bạn đã xin cảm ơn những tình cảm, những tràng pháo tay thật lớn của bạn về quý vị để chúc mừng cho các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trong ngày vui trọng đại của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu đi sự hiện diện có mặt của đôi bên gia đình. Đó là những bậc cha bậc mẹ của cô dâu và chú rể sẽ cùng người trở lại sân khấu ngày hôm nay để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Vâng, các bạn đã bên cạnh xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu về phái đoàn họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời bố Lường Văn Xuân và mẹ Lò Thị Doan sẽ cùng nắm chặt bàn tay của nhau, nở ra nụ cười thật tươi, bước về sân khấu tình yêu, đứng về phía chú rể Lường Tết đẹp trai, hạnh phúc sảng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị ơi, quý vị không quên dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phái đoàn họ nhà trai được không ạ quý vị ơi? Vâng, thật đúng là có nam có nữ thì mới nên xuân, có nhà trai nhà gái thì mới nên vần thân gia. Vừa rồi chúng ta vừa được chào đón bên phái đoàn họ nhà trai rồi, một thành phần không thể thiếu trong ngày vui trọng đại của chú rể Lường Tết và cô dâu Lò Hằng trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là phái đoàn họ nhà gái. Giờ đây là Minh Thành xin kính trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu, xin trân trọng kính mời bố Lò Văn Xiện và mẹ Lò Thị Bình sẽ cùng nắm chặt bàn tay của nhau, nở ra nụ cười thật tươi, bước về sân khấu tình yêu, đứng về phía cô dâu xinh đẹp, dạng người hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị không quên dành một tràng pháo tay trị giá 1 tỷ đồng để chào đón phái đoàn họ nhà gái được không ạ quý vị ơi? Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời những bậc làm cha làm mẹ của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta nhanh chân giải bước trở về bên khán phòng tình yêu ngày hôm nay để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị quan quen hò bốn nhà tám bên trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời.
chúc tinh đàn bao vây pin ông hai đi trăm bà ở tây lan bảo xào đủ yêu trôn tài na em cái ngày cho con tạm hãy non sòng vòng lóc hay em bòn là tổ khó cả củ cái hay có hỗn tan chỉ tàu bờ hải nôn sóng hải chọn chi đi bà địa xuống phà sòng đòi đẩy cho phương trời su mây mà đi còn lại ít muốn bơm trong toàn phủ biển này phú em ra ai em phòng chạm chạm đủ cái heo còn lại cần ba sân khấu khỏi sau này cá mơ phủ biển này cả em nay phòng mà ai em chạm chạm khổng đục bài hâu còn chơi cửa bác ra sân khấu về ở làng này ta phò mè tên bên này côn ông bàn to mơ trong toàn cái phò mà ước vui ra tám hai tương sân nhớ để bóng phò mè ơi đang để dọn phò mè bày anh đi làm rể em về làm thâu giây phút này đây cho phép chủ hôn hai họ cùng cô dâu và chú rể xin kính chào tới toàn thể quý vị một cái kính chào thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị xin phép được ban bắt đầu một tràng sân vận lớn để chúc mừng hoàng phi ơi vâng một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị dành cho hai bên gia đình cũng như kính chào cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay vâng ạ giây phút này đây Minh Thành có thể nói như thế này ạ à? Có duyên có phận thì mới đến được với nhau. Và trong hàng vạn người, ta sẽ tìm thấy người duy nhất dành cho mình. Và trong hàng vạn năm, trong dòng thời gian bao la, không sớm và cũng không buồn, nhưng đến một thời điểm nhất định, ta cũng sẽ tìm thấy người duy nhất dành cho mình. Đó chính là Xuân Phân, đôi bạn trẻ, lường Tết và lò hàng của chúng ta. Trên bước đường học tập, lao động và công tác, đôi bạn trẻ chúng ta đã trở thành một tình bạn chân chính. Để rồi ngày hôm nay đây, họ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để đến với một tình yêu đích thực và chung vui. Cô dâu lò hàng của chúng ta về thơ với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Và rồi chú rể lường Tết của chúng ta lại về thơ với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, với mình rồi lại với ta, đẹp cho đến lứa mặt mà không xa. Và câu chuyện tình yêu của bạn trẻ lường Tết và lò hàng của chúng ta đến thời điểm ngày hôm nay đây chính là ngày 27 tháng 11 năm 2022, tức vào ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Dần. Và câu chuyện tình yêu của bạn trẻ đã cập bến đỗ hạnh phúc vĩnh cửu. Và đến thời điểm ngày hôm nay đây, câu chuyện tình yêu của bạn trẻ đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ công làm vợ, đủ đạo làm chồng, đủ cả chữ nợ và đủ cả chữ duyên. Và đặc biệt là ngày hôm nay đây, đủ cả quan niên hai họ bốn nhà tám bên. Để câu chuyện ở đây để cùng chúc mừng chân phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Giây phút này đây Minh Thành không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, cho phép Minh Thành và Minh Thích xin được thay mặt cho anh em tổ chức sự kiện vẽ lời cho hai bên gia đình, vẽ lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được vui mừng long trọng công bố đại lễ thành hôn của chú rể lường Tết xuất hiện cùng cô dâu lò hằng, lò hằng lường Tết chính thức được bắt đầu. Nổ ra một tràng pháo lớn để chúc mừng đón hoàng phi ơi. Xin mời cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình chúng ta nổ ra một lần nữa. Một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm chia sẻ có một đông đủ của toàn thể quan khách chúng ta cùng trở về đây để cùng chúc mừng chân phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân tinh đài bao bên pin ông hai bên xuống mãi xuống bên xuống phó xuống về xuống màu ấy ai đang đón thể hiện hai cậu hồn chân đi chân ngang từ sổ cơ ba hồn chân đi chân hiện phải thiên bạc phải heo hạ phải tà phải bao trong phép bao bên tinh đài côn phủ bên này vũ em già cò rú tăng quả cò hồi phủ bên này cái em tai đổ rú tăng sai phủ gầy phơi xuống trứng tăng cả trong bà sông bón của bên ai đó thì trong bà em ơi người nhắc đôi tại đủ nhắc đời hỏi cô mẹ cửa cấy đô na đủ nhắc đời lấy về cửa bù đủ nhắc đời hỏi con cú có già kỳ khẩu mưa sư xin tỷ đủ có hình làm bà xin hạ tỷ đủ có hình làm sao lục phủ nhi còn xin vẽ tỷ một chồng bị tiền cầu lục phủ trai còn xin bảo tỷ làm phải em nghe trong bà tàu phà quạt em thể quạt tổ sống là thao trong mày bò cả nằm trong em hơi mưa trong mày sưởng cả nằm phải tăng em bù hồ cả này lại tỷ làm thao trong bà cả tiền trù hồ cả này lại tỷ làm thao trong bà cả tiền báo cánh xào thề ta xu mây mưa sư đồng bạc ai chẳng đi quan chào ai ơi đồng biển xào ai ai chẳng đi quan em ai hẹn đồng trên mặt đồng tàu cùng đành đồng hẹn ai trên bay em tàu cùng lớn trời ảnh cánh đông sòng phái bưng trời bà na mà đi đầy sòng phái chưa tu già tán ai hà để mà đi bên chặt bự sạt bên trên mà đẹp trên mát tỉ trên vườn mà cầu chức bằng đồng ở đồi của bên ai đó mà đi nhắc lại cáo mưa bờ bè chút lòng lại ba bơi nung tả rước lại bàn bơi thì lòng bàn rước lại phường và cò lại thấy lắm mưa sửa đi bị hồn kiểm bát tụng bát tôn bác quán trong sòng là thâu đi đầy biển phùa biển bia còn sòng này tặng nào cho lắm bằng người cố già tám ai mà đi sòng trong hạp bò họ mè và cò hào hạt mặn dưng tân châu tổng đào khảo tổng bò nó bàn mắt khăn và đáng đông bình.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành của chị Minh Thích đã lời cho hai bên gia đình, cũng như đã lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị ơi, quý vị không quên dành một tràng pháo tay thật lớn cho những lời phát biểu vừa rồi có được không ạ? Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm của tập thể quý vị bằng cách rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa tập thể, quý vị chị trân trọng và kính mến, trong khoảng không gian tình yêu ngày hôm nay đây, ngoài cô dâu và chú rể chúng ta đón nhận được những lời chúc tốt đẹp, xin diện có mặt đông đủ của tập thể, quý bằng cách chúng ta cùng trở về đây để cùng chúc mừng, chăm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì giây phút này đây, cô dâu và chú rể chúng ta sẽ được đón nhận những phần quà đến từ những bậc làm cha làm mẹ của mình. Vâng, món quà đầu tiên Minh Thành xin trân trọng kính mời, đó là món quà đến từ bố mẹ của chú rể, có một món quà hết sức ý nghĩa để chúc cho hai con của mình. Vâng, giây phút này đây xin trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng trao cho hai con của mình. Vâng, xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa tập thể, quý vị chị trân trọng và kính mến, thật đúng là ngày vui thì pháo nổ tung trời. Mẹ tặng hai đứa một lời vàng son, rằng dâu hiền dì Thảo nghe con. Quà này mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thật tài mẹ vui. Vâng ạ, món quà hết sức ý nghĩa đến từ bố mẹ của chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đang muốn nói với cô dâu và chú rể như thế này à? Hai con ơi, hai con hãy nhớ rằng là chân kia thì khi khuyết khi tròn, nó trông như núi đá mỏi mòn theo tháng năm. Chỉ có tình yêu của hai con, nó đẹp như ánh trăng rằm. Hai con phải sống làm sao vui lòng mẹ, thỏa ý cha, vui anh, vui chị, vui mình, vui ta. Vâng ạ, trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay đây, thế nào chương mơ số bản xuyên nào. Còn bên đi gọi là sáng ngà mưa đi bên trăng mưa sẵn thế chép, mưa này bên đi bị chơi mà sáng bó ra sòng phái vũ ra tả ngay. Nhanh bắt chảy bắt chế gắn nhanh bắt tổ chức bà lòng với hải sóng tồn lưu của bà ngốc vì vừa bình biên nào. Sáng bó này phú em xa hải bà em nay bà mẹ bì nòng sóng bảng sám na ngô bình bắt chảy bắt chế nhanh bởi thả năm nữa sở lì bì hồ kiểng mắt tủng mắt tôm mắt trong số trong bốn hải bà em nay lời ảnh phú em xa lời hải lúc ít bà lời mít món quà hết đăng ký ngành ban tổ chức là ông làm bắt đăng ký nữa xuống hải xếp nơ ấy là mi bể, mi ngô, mi mù, mi quay này, TV, tủ lạnh, đầu đĩa này, xe máy, xe hơi hết đăng ký để mang tổ chức là các bạn đăng ký nhé, số bảng xem nữa. Vâng ạ, tiếp nối chương trình trong buổi trưa ở đây, Minh Thành xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, món quà hết sức ý nghĩa đến từ bố mẹ của cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay, nó được ví như thanh kim và sự trì, xin được cô dâu và chú rể của ta đem đi suốt cả cuộc đời, xin được một cuộc sống ấm no hạnh phúc về lâu về dài và mãi mãi về sau. Vâng ạ, kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến, chương trình buổi lễ đại hôn của chú rể lường Tết chúc chúc cùng cô dâu lọ hẳn trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được phát lại trên kênh YouTube của Nét đẹp Quỳnh Nhai. Vẫn là đúng 8 giờ tối nay, Minh Thành xin được trân trọng kính mời quý vị và các chúng ta hãy bắt chút thời gian của mình vào xem lại chương trình buổi lễ đại hôn của chú rể lường Tết và cô dâu lò hàng trong buổi trưa ngày hôm nay một cách trọn vẹn trên kênh YouTube của Nét đẹp Quỳnh Nhai. Vẫn là trong lúc chúng ta vào xem thì xin được trân trọng kính mời quý vị và các chúng ta hãy dành tình cảm cho kênh YouTube của Nét đẹp Quỳnh Nhai chúng ta một nút like, đăng ký, chia sẻ để cho kênh của YouTube Nét đẹp Quỳnh Nhai chúng ta luôn được phát triển và sớm đạt được chiều view. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị quan khách rất nhiều. Vâng, món quà tiếp theo, món quà trị giá 1 tỷ đồng ạ. Quý vị biết là món quà đến từ đâu không ạ? Đó chính là những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn trị giá 1 tỷ đồng để chúc mừng ông Hoàng ơi. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, trong khoảng không gian tình yêu ngày hôm nay đây, cô dâu và chú rể chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều nghi lễ, nghi thức khác nhau, đặc biệt nghi thức rất nhiều xung quanh, đó là một nghi thức không thể thiếu trong tất cả các tình giới. Chúng ta sẽ cho chúng mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng lại tiến đến tham gia tình yêu, đặc biệt là quy sở xung quanh hai mừng tình giới trong buổi trưa ngày nay. Vâng, xin mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời chú rể cao to đẹp trai qua độ nghi trang hàng. Hãy dùng bàn tay khéo léo của mình. Em muốn sót thì sót, em muốn lắc thì lắc, làm thế nào để vẫn đắp chai rượu xung quanh là được ạ? Sót thật mạnh em ơi. Vâng, sót thật mạnh ạ. Vâng, để cổ vũ tinh thần cho chú rể chúng ta, một tràng pháo tay lớn cho các bạn nhé. Vâng, rất tuyệt vời, xin được chào quý mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tay trong tay đầu nghiêng sát mái đầu, mở ra một cái tươi hai em ơi, chú rể bên kia đây là cô dâu ơi, chiều kia đây là
Và kính thưa quý vị, quý vị xin trân trọng và kính mến, không biết từ bao giờ những giây phút hạnh phúc luôn được bắt đầu từ những tham ly rượu hồng tuôn chảy trong màn sương trắng tốt huyền ảo và sự kỳ. Những dòng rượu đang tuôn chảy trong tham ly nó đậm khí nghi thức và mật ngọt, nên sự kiến cho tình yêu của bạn trẻ được tôn thắm mừng và rất là ước gì tốt đẹp cuộc sống nơi đây cùng em chắc chắn của mình. Dẫu cái giấc nhà xin hai bạn đừng quên nhau chân năm đầu bạc mái đầu nhớ có nghi hợp của ngày hôm nay. Xin mời các bạn chú rể chúng ta bật nắp chai rượu sâm banh thứ hai, dâng ly bật nắp được chai rượu sâm banh thứ hai. Trên các trọng kính mời hai em sẽ cùng là rót một nửa chai đầu tiên lên góp đi tình yêu, nửa chai còn lại sẽ là rót sang sáu chiếc ly bên cạnh. Vâng, xin mời. Chúng tôi đảm bảo về tiền đồng, hãy đi xin mãi xin em xin phó xin mề. Đổi thuở phép với nó như trong bài em ấy đủ tài đẩy kiến đeo lương xẻ thứ tài năng. Đồ quả này dấu đeo bạc lên sẽ cùng cái ứng. Ông là cùng phó phanh đem nhá sủ đám thu sản sầu em ơi. Cùng mẹ cháu ở đêm xưa bó đẩy lên tham gia năm tết đại chính đơn cạc tầy. Mưu thân đẩy đám anh nhớ của vô bụng từ bó con cho cùng kính xa thu. Bảy đến cảnh đầy phổ tịt quay trên mấy lòng vui là phụ nữ tăng khỏa. Phụ tịt khởi trên mấy ẻ tá em mai dấu tăng say. Trang nghe trên mấy ải vết nông mắc mật trong làm tề ba. Nổi của biết ai nói nên xin lưu chén đầu. Thảo hồng nên bảy kiệt mạng càng có các bài em các bà bò bè tinh kết đại côn. Ông còn em mắt tăng sự khấu lên bảy kết bạc gầy kịp đầu. Tay hồng quần đừng xuống ải xuống tim. Vâng, đúng là sự hồng thì anh rất làm ba. Và chữ chung thì anh để thờ cha. Chữ phần mẹ và đôi ta chữ tình. Vâng, thật đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ. Và gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Tân tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đất cả đấm thân gầy cha che chở đời con. Và giây phút ở đây để tỏ lòng kính hiếu tới những bậc làm cha làm mẹ, xin trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp chúng ta hãy nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên bố mẹ của chú rể. Và chú rể mến yêu chúng ta cũng nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên bố mẹ của cô dâu. Vâng, xin cả trân trọng kính mời. Rượu còn lại đó chính là hai ly rượu của trăm năm. Xin được trân trọng kính mời hai em của nâng ly ạ. Xin mời các bạn chia sẻ chúng ta trở lại vị trí ban đầu. Vâng ạ, giờ bắt đầu xin được trân trọng kính mời những bậc làm cha làm mẹ chúng ta cùng quay vòng tròn vào nhau và vừa cùng ly với nhau nở ra nụ cười thật tươi và nhìn về máy ảnh của nét đẹp của nhà. Vâng, giờ đây chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc, một giây phút rất là tuyệt vời. Đó chính là hai bên gia đình đang kết nối tình thông gia, đang cùng đi với nhau. Một lần nữa xin kính chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ đời đời bền vững muôn thuở không phai. Chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta trăm năm hạnh phúc trăm năm. Vâng, giờ đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng quay mặt vào nhau ạ. Dùng tay phải của mình cùng nâng ly và cùng quát tay nhau ạ. Vâng ạ, lúc nào em xin Minh Thành hô chúc mừng ngày phút tình huống nha. Vâng, quý vị ơi, để hòa chung niềm vui niềm hạnh phúc cùng cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị cùng xuất ra ly rượu tràn đầy tình cảm nhất được không ạ? Và nâng ly thật cao cùng Minh Thành cùng hô là chúc mừng ngày phúc cho các bạn trẻ ngày hôm nay được không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, vâng đây là Minh Thành sẽ bắt nhịp 1, 2, 3 quý vị sẽ phải to 2, 3 rồi tiếp 2, 3 chúng ta đồng tay là chúc mừng ngày phúc của các bạn quý vị ơi. Lời báo số mạng xem ơi, chàng có biết thật thản cái thế không? Lời báo số mạng xem ơi, hồ sở nhớ tập đồ tập làm nơi ai em đã khỏe sang tổ bẻ em đi ăn sụp tổ quay là nhớ trẻ thử sùng hồ tập đồ tập làm nơi quý vị ơi. Bé quá, bé hơn MC Minh Thành cũng được rồi. Nhiều người thế này chúng ta làm lại ạ. Quý vị ơi, 1, 2, 3 2, 3 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Bài mới đã xóa xuyên nơ, công bóng bài bê đông bổng nơ. Nhiên thiệt sự lẩu, nhiên thảo xuyên không tràn đèn nơ. Thả chân tất cả tình đều là chung vé hôn tỷ đã xóa xuyên nơ. Vâng, xin mời em, xin mời hai bên gia đình ạ. Xin mời em một cần à. Ở cạnh nắng đông bóng cầu đeo cỏ cạnh là cái đây kiểu đầu trong phòng các bạn người hôm nay bốn lớp trong phòng đấy. Xin mời xin em comment đó được.
Vâng, giờ chúng ta đã để kết nối tình thông xa giữa hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ hai bên lại có do một chút để chúng ta hãy cùng tiến đến để bắt tay nhau ạ. Vâng, xin mời. Một tình thân xa của hai bên gia đình sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt và gắn bó hơn. Một lần nữa xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta cho năm tình viên mãn và đầu nghĩa vô đi. Vâng, ngay trong phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể quý vị đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng trở lại những bà kiện. Còn đi tránh diện để cảm ơn quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời.